Tiền Ngố TV xin chào tất cả mọi người nha. Lời nói đầu tiên cho Tiền Ngố TV xin chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành nha. Và ngày hôm nay Tiền Ngố TV sẽ đi thăm lưới rắn nha mọi người. Chuyến đi thăm đầu tiên của Tèo nha mọi người. Tèo 2 ngày trước Tèo có xuống mười mấy tay lưới rắn nha. Tèo làm 20 tay nhưng mà Tèo xuống chỉ được có mười mấy tay à. Tại chưa có chỗ xuống nha mọi người. Rồi mời mọi người cùng theo Tèo đi thăm những cái tay lưới rắn của Tèo nha. Tay này đầu tiên nha mọi người, đây tay lưới rắn của Tèo đây. Đó, Tèo giăng từ cái gốc xài nè xuống dưới cái miếng cỏ dưới kia, rồi tay đầu tiên không dính mọi người. Rồi tay tiếp theo nha mọi người, trong vườn xài này Tèo có giăng hai tay nữa nha. Trong đây quay hơi tối mọi người thông cảm nha, tại trời sáng chắc này cũng có chừng 7-8 giờ. Ồ, dính mọi người ơi. Đây dính được con nhắn nước nghe mọi người, đó tay lưới tay tàu dân từ cái mấy mương đó lên tới cái gốc xài trên đây nè, dính nè mọi người. Nhắn nước này cũng nhỏ nghe, không bự nghe, đây nghe mọi người đó. Rồi để tàu xử lý con rắn này xong rồi tàu quay tay lưới tiếp theo cho mọi người xem nha. Rồi đằng đây anh ta nữa mọi người ơi. Ở đây có đường mòn chuột quá trời luôn nè. Mơ chiều giờ Tèo đem gặp ra Tèo gài coi, chuột đây bự bự không. Chuột đây là cống nhum không nghe mọi người. Nó lên nó ăn ba cỏ voi á. Thấy tình hình sao đây, dính không? Rồi, quốc khe mọi người ơi. Là lưới nằm mọi người thấy không? Nằm dính này nghe mọi người. Rồi, tay tiếp theo mọi người ơi. Ở đêm này Tèo cũng có con tay nghe mọi người, ở dưới mé này nè. Rồi có dính mọi người ơi, dính gắn gì đây mới lôi vào bụi cỏ nè. Nè mọi người xem nè, nó tay lưới rồi, nó xe lọn rồi là biết dính rồi nghe mọi người. Gắn gì đây, rồi gắn lãi mọi người ơi. Đây còn gắn lãi nha, gắn lãi này cũng trọng lắm nghe mọi người. Đây đó, rồi đựng con gắn lãi nghe mọi người. Rồi để Tèo ấp máy lại, Tèo xử lý con rắn này tay lưới tiếp theo, Tèo quay tiếp cho mừng cùng xem nha. Nghe lãi nè, đó bành kia luôn, dạ bá luôn, hết biết không. Đây nghe mọi người, đây là con gắn lãi nha. Đó gắn lãi này cũng trọng lắm nghe mọi người. Nè chính này nó sần cái lưng nó luôn nè. Đó con này con thứ hai nha, hồi nãy con gắn nước, chắc này con gắn lãi nữa nha. Rồi vô túi mọi người ơi. Rồi mời mọi người tiếp tục đi theo Tèo thăm những chiếc lưới còn lại nha. Sớm giờ đi thăm cũng cả chục tay rồi mọi người ơi, mà dính được coi có ba con rắn nha mọi người. Tại nãy có con có người ta cho nên Tèo không có quay nha, Tèo gỡ thôi, được ba con rồi, còn hai tay cuối nữa nha mọi người. Rồi tay này không dính mọi người ơi. Đây tay lưới còn nguyên à. Đây tay lưới Tèo dân nè, từ cái góc cuối này qua bên đây, bên cái giường này. Rồi tay nào không dính nha mọi người. Rồi còn hai tay cuối nha mọi người, hai tay cuối ở bên cái giường nhãn bên kia kìa mọi người. Để Tèo qua lộ bên kia rồi, Tèo thăm cái có không có tôi rồi Tèo quay cho mọi người xem nha. Rồi Tèo cũng đã lội qua tới giường nhãn bên đây nha mọi người. Nè mọi người, mọi người thấy nhãn trái kinh khủng không? Nè trái ghê gớm không mọi người? Nè trái chùm luôn, từ gốc tới ngọn luôn mọi người. Trái quá trời trái rồi, quá trái luôn. Rồi ta lướt ra Tèo ra lần kia nha, để Tèo đi là lần kia là thăm cái có không nha. Tay này với tay trong đầu bờ trong kia nó là hết luôn nghe mọi người. Có không? Rồi tay này không dính mọi người ơi. Đây tay lưới Tèo văng từ cái góc nhãn đó qua tới đầu bờ đây mà xa quá chắc mọi người không thấy đâu, tại lưới của Tèo Tèo nhựa màu đen nha. Rồi tay này không dính nha mọi người. Rồi còn tay cuối cùng nha, ô nhãn nè mọi người, trái ghê gớm không.
Đó, nguyên một vườn luôn nha mọi người. Còn ngoài đây là nước nổi nè mọi người. Đó, mình thấy không? Hơi chán mặt trời nha mọi người. Đó, linh binh luôn. Bữa về tao đi xúc lương nữa, tao có quay lại cho mọi người cùng xem nha mọi người. Rồi, để vô thăm tay cuối trong kia có dính không có dính thì tao kết thúc clip luôn nha mọi người. Trong đầu bờ ở đây tèo còn tay cuối cùng nữa, coi nó có dính không nè mọi người. Quá trời vườn nhãn trái à, hốt phụ chót thôi. Rồi tay lớn này tèo văng đây nè, văng từ đầu bờ xuống mấy mương đó không dính mọi người ơi. Vậy là kết thúc mười mấy tay lớn của tèo nha. Tèo xuống được 12 tay, tèo làm 20 tay nhưng mà xuống được có 12 tay à. Hôm nay thành quả cũng được 3 con nha mọi người, hai con gắn nước, ủa hai con gắn lãi với một con gắn nước nha, cũng nhỏ nhỏ không à, không có nhiều. Vậy là buổi chăn gắn lưới gắn đầu tiên của tèo được 3 con nha, cũng như là có thành quả nha mọi người. Rồi tèo xin kết thúc clip luôn. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Mọi người thấy có thú vị, mọi người nhớ đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của Tèo nha. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau nha.